Cô gái trẻ này buổi sáng vừa thức dậy, đã thấy trước sân nhà xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ. Người hàng xóm bình thường rất vui vẻ, thì hôm nay lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cô. Brin nghĩ rằng anh ta chỉ đang gặp chuyện buồn nào đó. Cô vào thị trấn gửi thư, sẵn tiện ghé sang ngôi mộ của mẹ để tưởng niệm. Mẹ của Brin đã qua đời vì bạo bệnh, bố của cô thì bỏ đi từ lâu. Brin sống một mình trong căn nhà rộng lớn vùng ngoại ô thị trấn. Cô rất thích những món đồ chơi mô hình, còn dành một khoảng lớn trong nhà để trưng bày tác phẩm. Brin có một người bạn thân tên Mulder. Mỗi ngày cô đều viết thư tay để gửi bạn mình, kể về những chuyện trong cuộc sống. Mặc dù cô đơn nhưng Brin vẫn giữ thái độ lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Đêm hôm đó, cô gái sau khi đọc sách xong, như mọi khi vẫn tắt đèn đi ngủ. Đến giữa đêm cả căn nhà chợt mất điện. Bên ngoài có tiếng động lớn phát ra khiến Brin giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy đó chỉ là nắp chiếc thùng rác. Brin bước ra hành lang định kiểm tra cầu dao, bỗng phát hiện cửa ra vào đã bị mở toang từ lúc nào. Dường như có ai đó đang đột nhập vào nhà. Brin sợ hãi không dám phát ra tiếng động. Bóng đen kia đi vào trong nhà bếp. Brin định quay về phòng, thế nhưng vô tình đạp vào sàn nhà bằng gỗ khiến nó phát ra tiếng động. Bị bóng đen kia phát hiện, cô gái nhanh chóng chạy về phòng, nấp đằng sau chiếc giường ngủ. Bóng đen kia nhanh chóng bước vào phòng. Cô gái rất sợ nhưng không dám lên tiếng. Lúc này bóng đen kia từ từ lộ diện, nó không giống bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Brin vô cùng hoang mang. Sinh vật kia sau đó nhảy ra cửa sổ và biến mất. Cô gái tranh thủ liền chạy xuống nhà đóng kín cửa. Lúc này bỗng thiết bị điện trong nhà chớp tắt liên tục. Dường như chúng đều bị nhiễu sóng tín hiệu. Brin cố gắng gọi điện báo cảnh sát, thế nhưng điện thoại cũng không sử dụng được. Lúc này đồ đạc trong nhà như bị thứ gì đó điều khiển. Brin phát hiện sinh vật lúc nãy đang ở trong nhà. Cô cố gắng giữ im lặng. Tuy nhiên nó nhanh chóng phát hiện ra cô gái. Sinh vật từ từ bước đến chỗ Brin. Cô lấy hết sức bỏ chạy, thế nhưng vừa ra đến bên ngoài đã bị đập mạnh vào cánh cửa. Brin dù đau đớn nhưng vẫn cố bò vào trong phòng khách. Sinh vật kia đuổi theo sau. Nó dùng sức mạnh lôi cô gái lại gần. Thế nhưng Brin đã kịp nắm một mẫu mô hình, dùng nó đâm thẳng vào đầu sinh vật kia. Nó đứng bất động một lát, sau đó ngã xuống đất chết ngay lập tức. Brin vô cùng sợ hãi. Cô không biết làm gì với sinh vật ngoài hành tinh kia. Sáng hôm sau nhìn thấy nó vẫn còn nằm bất động, Brin liền dùng vải phủ lên cái xác, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Đoạn đường hôm nay không có lấy một bóng người. Brin chạy một đoạn thì phát hiện một chiếc xe tải bị lật nhào. Bên trong hoàn toàn không có ai. Anh hàng xóm gần nhà cô cũng biến mất. Ở giữa sân lúc này xuất hiện rất nhiều ký hiệu hình tròn kỳ lạ. Brin sau đó chạy vào trong thị trấn. Những người xung quanh nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Đến đồn cảnh sát nhưng không ai muốn giúp đỡ, ngược lại còn phun nước bọt vào mặt cô gái. Brin vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cô lên xe buýt để trở về nhà, bỗng người đàn ông đằng sau từ từ bước đến. Brin định xuống xe liền bị hắn giữ lại. Người đàn ông phát ra một tần số âm thanh khác hẳn người thường. Hắn liên tục xông đến định tấn công. Brin tranh thủ lúc xe buýt vừa dừng lại bèn bỏ chạy ra ngoài. Lúc này không còn ai có thể giúp đỡ, cô đứng bên cạnh mộ của mẹ mà khóc. Bầu trời bỗng dưng nổi cơn bão. Dường như có thứ gì đó đang tiến đến. Brin quay về nhà thì phát hiện những người hàng xóm đang hướng mặt lên trời. Tay đưa ra như đón nhận thứ gì đó. Tên hàng xóm nhìn cô gái bằng ánh mắt đáng sợ. Brin vội vã chạy về nhà. Cô phát hiện xác sinh vật ngoài hành tinh chảy ra thứ chất lỏng kỳ dị. Nó khiến cho cây cối xung quanh nhà đều trở nên héo úa. Cảm thấy không thể đứng đây chờ chết, cô quyết định phải làm thứ gì đó. Brin nhanh chóng tìm kiếm đồ vật trong nhà có thể làm vũ khí, sau đó còn gia cố lại cánh cửa bằng lớp chăn. Đến tối, bên ngoài bỗng phát ra âm thanh như có gì sắp đến. Một luồng ánh sáng cực mạnh phóng thẳng vào nhà. Xác sinh vật ngoài hành tinh từ từ nâng lên không trung rồi biến đi mất. Brin vội vã chạy xuống tầng hầm để trốn. Cô phát hiện có một con khác đang đi theo mình, bèn vội vã chạy xuống gầm bàn để trốn. Thế nhưng vừa nhìn lại, đã thấy sinh vật kia đứng sau lưng từ lúc nào. Nó dùng năng lực hút cây kéo bay khỏi tay cô gái. Sinh vật ngoài hành tinh dường như không muốn tấn công, mà nó muốn nói điều gì đó. Brin sợ hãi bèn bỏ chạy lên trên nhà. Chưa kịp thở thì bị một con khác tấn công. Sinh vật này như một đứa trẻ mới lớn. Brin cố gắng chống trả. Cô dùng nước sôi tạt vào người sinh vật, sau đó liên tục xua đuổi nó. Lúc này một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào nhà. Sinh vật kia đứng im, tay chân tạo thành một dáng vẻ kỳ quái. Brin định leo ra cửa sổ chạy trốn, thế nhưng liền bị nó níu lại phía sau. Cô gái tức giận bèn cầm vật nhọn đâm vào người sinh vật lạ, khiến nó chết ngay lập tức. Khi vừa thoát ra bên ngoài, Brin phát hiện tại đây vẫn còn một sinh vật khác đang chờ. Nó có cơ thể khổng lồ cùng tay chân như loài nhện. Vừa định bỏ chạy bất ngờ bị một người đàn ông tấn công, lôi cô gái đến bên cạnh sinh vật kia. Từ trên trời một chiếc đĩa bay xuất hiện. Brin cố gắng phản kháng. Vừa đá người đàn ông ra xa, một luồng ánh sát từ chiếc đĩa bay phóng xuống, trúng người đàn ông và nâng ông ta lên không trung. Lúc này cô gái mới biết rằng đám sinh vật kia đang muốn bắt cô lên chiếc đĩa bay. Brin vội vã bỏ chạy.
sinh vật khổng lồ đuổi theo ngay phía sau. Cô gái định trốn trong xe, thế nhưng liền bị nó hất văng ra ngoài. Bàn chân của sinh vật đạp nát bình xăng, khiến xăng chảy ra ngoài. Brin liền nảy ra ý tưởng. Cô dùng lửa châm về phía nguồn xăng, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên. Sinh vật kia chưa kịp thoát ra, cuối cùng đã bị nổ tung cùng với chiếc xe. Chưa kịp vui mừng lại phải chạy vào trong nhà để ẩn trốn. Thế nhưng lần này cô gái không còn được may mắn nữa. Một luồng ánh sáng màu đỏ phát ra từ hướng cửa sổ. Cơ thể Brin như bất động, cô không thể cử động được dù là một ngón tay. Lúc này một sinh vật ngoài hành tinh khác bước đến. Nó hướng mắt về phía Brin. Từ trong miệng phun ra một quả cầu đầy xúc tu, như là một vật ký sinh. Quả cầu sau đó chui vào miệng cô gái. Brin giật mình tỉnh giấc, phát hiện tất cả chỉ là mơ. Cô vẫn còn nằm trên giường. Xung quanh không có gì thay đổi. Bố mẹ và cô bạn thân vẫn còn bên cạnh. Brin vô cùng hạnh phúc, thế nhưng bất ngờ lại tỉnh dậy giữa thực tại. Thì ra Brin trong lúc bất tỉnh, đã tự mình móc quả cầu ra khỏi miệng. Ý chí sống đã giúp cô không bị nó điều khiển. Lúc này một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Quả cầu ký sinh kia từ từ biến đổi, hóa thành một người giống hệt cô gái. Brin sợ hãi bèn chạy vào rừng ẩn trốn, tuy nhiên nhanh chóng bị bản sao của mình bắt kịp. Nó từ từ bước đến, cầm vũ khí định xiên vào người Brin. Cô gái không còn cách nào phải tự tay giết chết chính bản sao của mình. Nhìn nó từ từ tắt thở ngay trên tay, Brin sau đó quay trở về nhà. Trên đường đi lại bị một sinh vật khổng lồ khác chặn đường. Cô gái chưa kịp làm gì, một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào người. Đến khi Brin tỉnh lại, đã thấy mình đứng trong một không gian kỳ ảo. Xung quanh cô có vô số những sinh vật ngoài hành tinh. Bọn chúng như đang dùng cô làm vật thí nghiệm. Khi đám sinh vật chạm tay vào đầu của Brin, tất cả những hình ảnh quá khứ năm xưa của cô chợt ùa về. Brin nhìn thấy mẹ của mình lúc còn sống, cũng như cô bạn thân Mulder. Lúc này sự thật mới dần được phơi bày. Thì ra chính tay Brin là người đã vô tình giết chết cô bạn thân của mình. Cả hai trong lúc cãi nhau, Brin đã nhặt viên đá đánh mạnh vào đầu, khiến Mulder chết ngay sau đó. Vì nỗi dằn vặt mà Brin không thể tha thứ bản thân. Từ đó ngày nào cũng viết thư gửi cho Mulder, xem như cô bạn vẫn còn sống. Bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong tâm hồn thì luôn đau khổ. Đám sinh vật ngoài hành tinh sau khi kiểm tra bộ não của Brin, chúng dường như đang trao đổi điều gì đó. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, bọn chúng thả cô gái về lại trái đất. Brin sau khi tỉnh lại, cảm thấy bản thân dường như đã trở thành một con người khác. Cô hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết. Cuối phim, Brin đã quay về cuộc sống thường ngày của mình. Thế nhưng có một sự thay đổi, đó là cô không còn cảm nhận được nỗi buồn quá khứ của mình nữa. Trong con người Brin chỉ toàn là niềm vui hạnh phúc. Những người hàng xóm xung quanh dường như cũng có tâm trạng giống hệt cô. Trên bầu trời trái đất lúc này xuất hiện dày đặc những chiếc đĩa bay. Có lẽ người ngoài hành tinh là những sinh vật không cảm xúc, đến trái đất để học tập điều đó ở con người. Chúng đã xóa bỏ cảm xúc buồn bã của Brin, khiến cô không bao giờ cảm thấy buồn nữa. Còn bạn, liệu bạn có muốn trở thành một vật thí nghiệm của người ngoài hành tinh hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ Trung thu vui vẻ bên bạn bè gia đình. Hẹn gặp lại trong những bộ phim khác. Xin chào tạm biệt.